Vâng, xin chào các anh chị đã trở lại với video học pha chế của Trung tâm Pha chế Bác Sở Linh. Tôi tên là Đức Anh, hiện tại tôi đang là giảng viên pha chế. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh chị một món mới về trà chanh, đó là món trà chanh vị ô long. Món này được nhiều quán trà chanh đang áp dụng làm và các quán trà sữa, cà phê. Như chúng ta đã biết là trà chanh trước giờ các anh chị đang dùng, đang pha là thường là dùng trà nhài. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh chị một cái mô típ mới, đó là dùng trà ô long. Vâng, vậy thì ô long nào pha trà chanh mới là ngon và ô long nào pha trà chanh là phù hợp? Xin thưa với anh chị, ô long ở trên thị trường nó chia làm 3 loại. Một là ô long xanh, hai là ô long đen và ba là một dạng ô long để chuyên dùng cho pha chế trà chanh, trà sữa. Và ngày hôm nay đối với video này thì tôi giới thiệu với anh chị đây là dòng trà ô long mới. Và đây là dòng trà ô long rất thơm. Nó sẽ phù hợp để pha trà chanh. Đây là một món, đây là dòng trà đặc biệt để chúng ta pha trà chanh rất là ngon. Và tạo ra một cái vị khác biệt so với những các quán khác, thương hiệu khác, và cũng là một món mới để chúng ta sử dụng cho quán mình. Rồi, phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho chị cách chúng ta ủ trà ô long để làm nước cốt trà chanh. Thì ở đây chúng ta có công thức ủ như sau. Chúng ta sẽ có là trà ô long là 30g nước, chúng ta sẽ có là 2 lít nước. Thời gian ủ trà chúng ta sẽ ủ là 15 phút. Vậy thì sau khi chúng ta ủ trà, các bước ủ trà chúng ta có là bước 1 là chúng ta rửa trà, rửa nhẹ trà có nước nóng. Bước 2 là ủ trà 15 phút với 2 lít nước. Sau thời gian ủ 15 phút xong, chúng ta sẽ lọc nước cốt trà. Sau đấy chúng ta cho vào áp lạnh. Tiếp tục chúng ta sẽ có đá là 500 con đá cho vào áp lạnh cùng trực tiếp với trà. Sau cùng là chúng ta sẽ cho trà vào trong bình ủ trà, giữ lạnh, giữ nhiệt trong suốt quá trình chúng ta bán. Rồi, bây giờ tôi sẽ thực hành cách chúng ta ủ trà và sơ chế cốt trà chanh. Rồi, ở đây tôi đã cân một nửa trà, đường tương với là 15g. Chúng ta sẽ cho vào trong cây ủ trà. Rồi, chúng ta rửa trà, chúng ta sẽ có một xíu nước. Ta lắc nhẹ với trà và chúng ta bỏ đổ nước. Rồi, sau đấy chúng ta rót 1,5 lít nước. 1 lít nước. Rồi, chúng ta sẽ ủ khoảng 15 phút. Ở đây tôi đang dùng là một nửa trà là 15g. Và nước tôi dùng là 1 lít nước. Và thời gian ủ trà không thay đổi, vẫn là 15 phút. Rồi, sau khi sơ chế xong nước cốt trà chanh ô long thì chúng ta sẽ có công thức pha chế như sau. Chúng ta sẽ có nước cốt trà là 150ml tới 200 tùy size. Và chanh chúng ta sẽ có là từ 5 tới 10ml cốt chanh. Cốt chanh chúng ta đã bắt xong. Và chanh cắt lát trang trí chúng ta sẽ có là 2 tới 3 lát chanh trang trí. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hành pha chế. Tôi sẽ có là bình lắc. Chúng ta sẽ có là 150ml nước cốt. Để đảm bảo cho chanh gặp nước nóng không bị đắng thì các anh chị sẽ cho đá trực tiếp vào trước, sau đấy chúng ta sẽ cho chanh sau. Ta sẽ có đá. Nước cốt chanh chúng ta sẽ có là từ 5 tới 10 ml. Thì ở đây tôi sẽ lấy là khoảng 7 ml. Đường chúng ta sẽ có là từ 20 tới 30 ml đường. Rồi, chúng ta sẽ rót hỗn hợp ra ly. Và chúng ta sẽ trang trí bằng, chúng ta cho đá và cho chanh vào trang trí. Sau cùng chúng ta sẽ có là chanh 3 lát.
Đó. Vậy là chúng ta đã xong món chả chanh vị ô long. Đối với món chả chanh vị ô long này thì giá vốn bao nhiêu? Giá vốn của chả chanh vị ô long này thì rơi tương đương khoảng tầm là 2.600, bao gồm cả ly ống hút, cả cốt chả, cả cốt chanh. Và giá bán thì dao động từ 8 cho tới 10 ngàn đồng một ly. Các anh chị có thể bán hơn. Và ngoài ra món này đặc biệt ở cái chỗ đó là trà. Chúng ta lưu ý chúng ta chỉ dùng trà ô long này thì chúng ta mới sử dụng trong trà chanh được. Còn hầu như vị ô long đen thì làm trà chanh không hợp, thậm chí là vị ô long xanh, cái vị nó sẽ không được hợp bằng cái vị này. Vị này nó khá thơm và cái màu nó khá là đẹp, nó sẽ cho lên cái màu nước cũng như là vị trà nó khá là phù hợp. Cái này các anh chị có thể là thử mua về và chúng ta sẽ pha chế thử xem và đánh giá thử xem cái vị trà thế nào. Trên là công thức tôi đã hướng dẫn cho anh chị cách chúng ta pha chế. Cảm ơn các chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các chị video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video hay của chúng tôi. Xin cảm ơn.